để không làm mất thời gian đã trôi qua thì Đạo Sư xin đi thẳng vào cái mệnh đề thứ nhất là của Đông Đạo Hoàng Nhã, hỏi 8 câu. Đạo Sư xin thành lòng đọc lại. Trải qua một lúc sỏi sành, trung ương hòa hiệp mới lòng đây, hoàn cầu trái đất chuyển xây, gớm ghê cho chúng phơi thay muôn ngàn. Ngày nay đạo đức chẳng màng, rồi sao dẫu có tiền ngàn có mua, biển sông lặn lội hơn thua, tự thân tạo lấy mà mua cái sầu. Xin chia sẻ giùm ạ. Và Nam Mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật, kính chào toàn thể chư quý đồng đạo. Quỳnh Ngô ơi, Quỳnh có muốn nói gì không? Muốn nói gì thì đưa tay lên đi. Sao thấy lấy mic của David xe vậy? Không nói thì tôi nói nó nha. Kính thưa toàn thể chư quý đồng đạo, bây giờ cái đề số 1 có hỏi 8 câu trong bài Viếng Lăng Mỹ Hội Đông. Trải qua một lúc sỏi sành, trung ương hòa hợp mới đành lòng, trung ương hòa hiệp mới đành lòng đây, hoàn cầu trái đất chuyển xây, gớm ghê cho chúng phơi thay muôn ngàn. Ngày nay đạo đức chẳng màng, rồi sao dẫu có tiền ngàn khó mua, biển sông lặn lội hơn thua, tự thân tạo lấy mà mua cái sầu. Thì kính thưa toàn thể chư quý vị đồng đạo, Đức Thầy cho biết đó là trải qua một lúc sỏi sành, tức là sỏi sành là cái con đường đi nó gồ ghề, nó gập ghềnh, tức là Đức Thầy cho biết là nó có những cái gian nan khổ khó mà từ đây cho đến cái ngày lập đời đó, mình cái người dân ở trong cái hoàn cầu này đó phải chịu, tức là nạn giặc giả, chiến tranh, rồi thiên tai địa ách đó, cho đến cái khi mà cuộc biến di Thương Hải nữa, cho nên nó có nhiều cái đoạn mà khổ đau như vậy đó. Cho nên Đức Thầy gọi là cái qua một cái lúc sỏi sành, rồi trung ương hòa hiệp mới đành lòng đây. Trung ương hòa hiệp tức là cái nơi cái cõi trung ương này nè, là ở miền Nam Việt Nam đó, trung ương tam cõi đều hòa mặt, gọi là hòa hiệp. Mà lúc đó đó là nhân loại ở trên thế giới đó là một lòng thương yêu nhau, không có còn ganh ghét nhau, không còn thù oán nhau, không còn chiến tranh giặc giả nữa. Thì hiệp mới đành lòng đây, mới đành lòng đây là tức là lòng của Đức Thầy. Bởi vì Đức Thầy có cái sứ mạng khai đạo dạy đời để giáo hóa chúng sanh, và lập đời ương lên ngôi để trị vì thiên hạ ở trong cái cõi đời Thượng Quan Thánh Đức đó. Cho nên là trung ương hòa hiệp mới đành lòng đây, chừng nào cái vị Thánh Vương xuất hiện và các cái nước ở trên gọi là trung ương hòa hiệp, rồi Phật Thánh Tiên mới mới lâm phàm xuống để mà ban thưởng cho những cái người có cái công và có cái công với đất nước. Thì gọi là trung ương hòa hiệp mới đành lòng đây, hoàn cầu trái đất chuyển xây. Hoàn cầu trái đất chuyển xây đó tức là cái thiên địa từng tuần hoàn, châu nhi phục thủy, nó đi hết một cái chu kỳ từ thượng nguyên đến trung nguyên rồi đến hạ nguyên, rồi mới chuyển xây lại là đời thượng nguyên. Cho nên hoàn cầu trái đất chuyển xây là đi giáp một vòng. Mà khi mà hoàn cầu trái đất chuyển xây như thế đó thì Đức Thầy cho biết là gớm ghê cho chúng phơi thay muôn ngàn. Phơi thay muôn ngàn là vì sao? Vì cái chúng sanh tàn sát cũng vì lòng tham, cho nên là cái nhân loại phải đi tới cái hồi trả quả, trả quả cho những cái người mà hung ác đã gieo nhiều cái nghiệp ác, cho nên là gặp nhau để mà trả quả. Vì thế cho nên là chiến tranh giặc giả xảy ra khắp nơi ở trên thế giới. Cho nên Đức Thầy mới nói là gớm ghê cho chúng phơi thay muôn ngàn. Tốn chuyển xoay trở lại cái cõi đời thượng quan, thì đây là cái cơ hội để lừa lọc.
những cái người tu hành thì không có bị rơi vào ở cái dòng xoáy của cái cuộc chiến này, không có rơi vào cái dòng bị trả quả. Cho nên là lúc đó mới 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 biết được ai là cái người hiền, ai là cái người hung. Thì cho nên là gớm ghê cho chúng phơi thay muôn ngàn. Muôn ngàn là đây là đại diện cho con số nhiều, chứ còn con số là không không có kể, không có thể kể xiết. Ngày nay đạo đức chẳng màng, ngày nay là cái thời kỳ mà Đức Thầy ra đời, dân ba cái sắc lệnh và hai cái lệnh của các cái đấng trên, tức là hai vị Phật Tổ như Đức Ngọc Hoàng và của Đức Quan Thế Âm và cái vị Thánh Dương, tức là vua Minh Dương ở sau này đó, là để giáo hóa chúng sanh. Cái người nào mà biết nghe cái lời Đức Thầy dạy dỗ và gắng chí lo tu hành thì cái người đó sẽ được thoát khổ. Mà bây giờ ngay cái ngày mà Ngài đã có sứ mạng lâm phàm đó, giáo hóa chúng sanh như vậy đó, mà có những cái người không có ý thức, không có chịu mà nghe lời Ngài chỉ dạy để mà lo tu tu hành. Đạo đó là cái con đường, đức là cái tâm lành, mình làm lành lánh dữ để rồi mình thoát ra cái dòng khổ não. Thì mà nếu mà ngày nay chẳng màng, là chẳng có tưởng đến cái việc mà của Đức Thầy dạy đây, thì rồi sau dẫu có tiền ngàn khó mua, rồi sau là lúc nào, là lúc cái cuộc đời hạ quân hạ kết thúc, thì cái lúc đó đó cái người hiền đó nó sẽ được ban thưởng. Cái tiền bạc vàng bạc cỡ nào cũng không có mua được, không có mua. Thì cái Phật á, thì lựa cái người hiền đức không à, chứ không có phải là những cái điều vật chất đó, thì cái điều đó là nó không có, nó nằm ở trong cái tiêu chuẩn được chư Phật thánh tiên lựa lựa tuyển. Cho nên rồi sau dẫu có tiền ngàn khó mua, biển sông lặn lội hơn thua. Biển sông lặn lội hơn thua có nghĩa là con người đắm chìm ở trong cái lợi danh, gọi là sông mê bể khổ, mà lặn lội ở trong đó là vì cái hơn thua. Hơn thua là muốn mình muốn hơn người khác đó, mình sợ thua người khác mình mới tranh đấu. Cho nên là để tạo nên những cái vật chất của cải, hay tạo lên cái uy quyền, tạo nên những cái sự giàu sang sung sướng, thì cái sự đó là cái lòng đam mê cũng giống như sông biển vậy đó. Cho nên Đức Thầy mới nói là biển sông lặn lội hơn thua, tự thân tạo lấy mà mua cái sầu. Tự thân mình tạo lấy, mình tạo lấy cái nghiệp quả, cho nên là mình phải phải chịu mua cái sầu, tự tự mình mua cái sầu, tức là cái sầu là cái sự bi thương đau khổ thống thiết, là cái tự thân mình tạo. Ngày nay cũng mình tu thì cũng tự tạo cho mình có cái phước đức để mà mình thoát ra được cái dòng nạn khổ ở trong cái đời hạ quân hạ này. Những cái tai biến hải hùng, những cái thiên tai dịch dịch bệnh chiến tranh tàn khốc, và đồng thời cái cuộc biến di thương hải là cái cuộc đổi đời. Cho nên là mình tự mình phải lựa chọn, mà nếu mà mình không có lựa chọn cái con đường đạo đức thì mình rơi vào cái sự lựa chọn cái sự khổ đau. Thì kính thưa toàn thể chư vị đồng đạo, qua cái 8 câu của hòa giả hỏi, cái sự hiểu biết của tôi xin chia sẻ như thế. Bây giờ xin trả mic lại cho David Sa, đồng thời mời một cái vị khác lên đóng góp thêm ha, để tôi có dịp học hỏi quý vị nhiều hơn. Giờ trả mic lại cho Vinh Ngô.